Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời từ bỏ lời thô ác với lời nổi điều lành của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Wajipaku pankareya wajaya sang utosiya wajidung jari tang hitoa wajay yasu jari tang jare wajipaku pankareya wajaya sang utosiya wajidung jari tang hitoa wajaya su jari tang jare. Giữ ngôn giữ khẩu phải phòng, khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay, xả ly ác khẩu làm ngay, trang nghiêm khẩu hạnh mới tài trượng phu của Hòa Thượng Giới Thích. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng ạ. Dạ, xa thủ kính cảm ơn Tina. Nam mô Bụt Hà giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng. Sa thủ lành thai như pháp kính cảm ơn Tina, Quỳnh Pháp Thành Á, cô Cẩm Vân, cô tu nữ Thâm Má Cha Rí. Đã hoan hỷ ôn bài câu pháp của kinh số 332. Và bây giờ thì đạo tràng cũng chúng ta cũng còn một phút nữa, nhưng đại đức Tịnh Đạt đã quan lâm vào đạo tràng rồi. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp lắng tâm thanh tịnh tịnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, cho phép con chú mít một chút xíu, con đưa bài lên Facebook. Dạ, đạo tràng hoan hỷ. Nam mô Bụt Tha giá, dạ con xin sám hối tại con ở cái tu xứ này nó không mới đến, thành ra nó rất là trục trặc về đường nét. Dạ đạo tràng có nghe lại âm thanh của con chưa? Dạ Nam mô Bụt Tha giá, dạ đạo tràng, dạ cảm ơn đặng đồng. Dạ Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp buông bề nặng gánh lo toan.
Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỷ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, thâm nhập đạo lành Như Lai. Đạo tràng chúng con đang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành định lễ cung thịnh đại đức Tịnh Đạt, từ bi hoan hỷ đăng đàn, đủ phận duyên sự và ý nghĩa. Câu pháp quốc kinh số 233, tràng một pháp được tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính lễ chư tăng. Xin tọa minh hạnh cùng tất cả quý vị đang có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ, ngày hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện ngôn Pháp Cú số 233. Dạ, cảm ơn quý vị cho việc tín hiệu âm thanh tốt ạ. Cảm ơn chị Cũng Vân. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đông. Dạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ học và tiếp tục câu kệ ngôn Pháp Cú số 233. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang athivareni sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami sabbadipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị đang tham gia diễn pháp quốc ngày hôm nay, ngày thứ 6, ngày 10 tháng 6 năm 2022. Và ngày hôm nay thì chúng ta học câu kệ ngôn Pháp Cú số 233. Phẩm Cô Tháo Quá Cát, phẩm Phẫn Nộ. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 233 có nội dung như sau. Mano pa ko pang rakheya manasa sang uto siya mano ducaritang hitwa manasa sucaritang care mano pa ko pang rakheya manasa sang uto siya mano ducaritang hitwa manasa sucaritang care. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ từ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Giới Thích. Dình tâm giữ ý phải phòng, lý tâm bảo vệ hết lòng mới hay, xả ly ác ý làm ngay,
trang nghiêm ý hạnh mới tày trượng phu. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giác. Bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài In Đá Chánh Đá Chánh Thân, câu 233. Nên canh phòng sự phẫn nộ của ý, nên là người đã được thu thúc về ý. Sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do ý hay là ý ác hành, nên thực hành hành vi tốt đẹp hay là thiện hành do ý. Để Thành Đạt thử copy gửi lên trên này. Dạ, quý vị thấy được không ạ? Nên canh phòng sự phẫn nộ của ý, nên là người đã được thu thúc về ý. Sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do ý hay là ý ác hành, nên thực hành hành vi tốt đẹp, thiện hạnh do ý. Bản trích từ Kinh Pháp Cú của Sư Thích Hiền. Dạ, sa thú. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 233 này. Dạ, câu đầu tiên là Mano Pako Pang Rakhaya. Mano Pako Pang Rakhaya. Mano Pako Pang Rakhaya. Mano Pako Pang thì chúng ta có hai cái từ ở trong cái từ ghép này, đó là Mano cộng với lại Pako Pak. Mano Mana là tâm ý, phá cô phá đó là sự giận dữ. Sự giận dữ sự giận dữ sự phẫn nộ. Rất hay giá là phòng hộ hay là canh phòng. Hay giá nên phòng, nên phòng hộ, coi chừng đó. Câu này mana của tôi sang tô xia. Nó có nghĩa là ý, tâm ý, nó cũng xuất phát từ chữ mano maná mà ra. Sanguto, Sanguto có nghĩa là được thu thúc. Được thu thúc. Siya. Được thu thúc.
Siya có thể là Siya nó xuất phát từ cái từ là át thí đấy. Át thí có thể là hoặc là chữ có. Câu thứ ba, mano ducharitang hitoa. Mano ducharitang hitoa. Mano cộng với ducharitang. Mano thì chúng ta biết rằng là tâm ý. Charitang, charitang là hành vi, cộng với lại cái từ ngữ đú, chúng ta có từ là ducharita. Ducharitang là hành vi không tốt hay là hành vi xấu. Hành vi xấu. Mano ducharitang, hành vi xấu do tâm. Hi toa là từ bỏ, sau khi từ bỏ. Hi toa. Sau khi từ bỏ. Câu kế tiếp là manasa sucharitang chare. Mano sucharitang chare. Manasa là cũng là tâm ý, do tâm ý. Sucharitang ở đây chúng ta có cái từ là su cộng với lại charita, chari hành vi, nhưng mà đổi cái tiếp tục ngữ là su thì là những hành vi tốt đẹp, hành vi thiện. Chare là thực hành. Chare là thực hành. Manasa sucharitang chare. Mano tucharitang to manasa dipsucharitang chare. Và như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 233. Và một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 233. Mano pako pang rakhaya manasa sanghutosiya. Mano tucharitang ito manasa sucharitang chare. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 233 này. Kính thưa quý vị, thì câu kệ ngôn pháp cú số 233 nằm trong nhóm câu kệ ngôn pháp cú có cùng một duyên sự, nhóm 4 câu kệ ngôn pháp cú 231, 232, 233 và 234 có cùng một duyên sự liên quan đến nhóm các vị tỳ khu 6 vị, hay chúng ta gọi là tỳ khu lục sư đó, cái giáp pháp cô bằng tiếp. Thì một lần nọ đó, khi mà ngự tại chùa Trúc Lâm về Lũ Phá Ná, có một số vị tỳ khu buổi đêm đi kinh hành rồi phát ra những cái âm thanh lộp cộp làm kinh đến Đức Phật.
Đức Phật ngài nghe cái âm thanh khua lột cọp như vậy thì ngài mới hỏi ngài Ananda đó là cái âm thanh gì. Thì sau khi ngài Ananda ngài trình lên đó là cái âm thanh mà các cái vị trong cái nhóm luật sư đó đi kinh hành mang guốc bằng gỗ mà đi trên đá thành đó, tiếng khua lột cọp như vậy. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới gọi các vị tỳ kheo đó lại và chư tăng, Đức Phật ngài mới giảng cho về cái việc gìn giữ thân khẩu ý của mình, gìn giữ thân khẩu ý của mình. Thì cái duyên sự này chúng ta đã được nghe ở hai cái bài giảng trước, và chúng ta hôm nay cũng như là bài giảng kỳ tới chúng ta lại tiếp tục nghe lại cái duyên sự này. Cái lời dạy của Đức Phật nói về gìn giữ hành động của thân, gìn giữ về lời nói, gìn giữ về cái khẩu nghiệp, hay là gìn giữ về cái ý, gìn giữ về cái suy nghĩ. Nếu như ba cái nghiệp từ thân, từ khẩu, từ ý này được gìn giữ một cách trọn vẹn, tốt đẹp, ở đây sự trọn vẹn, tốt đẹp được định nghĩa đó là trọn lành trong thân khẩu ý của những vị đã diệt trừ các cái phiền não. Thì ở trong câu kệ ngôn số 231 và 232 chúng ta đã được học về cái sự khéo léo bảo vệ về cái thân hành động, cũng như là khéo léo bảo vệ về cái lời nói. Và hôm nay chúng ta nói về cái sự khéo léo bảo vệ, gìn giữ về cái ý suy nghĩ. Cái ý suy nghĩ ở trong câu kệ ngôn pháp cú này, Đức Phật ngài nêu rất là rõ về hai cái vế. Thứ nhất đó là cái ý suy nghĩ ác và cái ý suy nghĩ thiện. Cái ý suy nghĩ ác và cái ý suy nghĩ thiện. Thế nào gọi sự ác tâm, ác ý, và thế nào gọi là cái sự thiện tâm, thiện ý? Nhiều khi chúng ta không có tìm hiểu theo cái lời dạy của Đức Phật và mà sống bằng cái kinh nghiệm của đời thường thế gian đó, thì có những cái định nghĩa mà làm cho chúng ta mơ hồ, làm cho chúng ta mơ hồ. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói rằng mong cho cái người đó, mong cho người đó là tức là cái suy nghĩ rồi, được thành tựu cái ước nguyện, thành tựu ước nguyện, thành tựu cái công việc. Nhưng mà cái công việc của người đó đó lại là công việc nó không có tốt đẹp, không có tốt đẹp. Thì nhìn cái khách quan á, thì nói rằng là mình có cái ý tốt. Nhưng mà cái người ta làm ác, ta làm xấu á, mình lại không khuyên, mình không có cái ý định để mà khuyên răng, để mà giúp họ quay đầu, mà lại mong muốn cho họ trong trót lọt, thì chưa chắc đó là cái thiện chí. Bởi vì đẩy người ta, mong muốn cho người ta đi vào cái con đường tiếp tục trên cái con đường bất chánh, thì cái suy nghĩ ác, suy nghĩ thiện ở đây chúng ta cần phải xét lại. Cái suy nghĩ ác là những cái suy nghĩ nó liên quan với cái sự tham ái dính mắc. Cái suy nghĩ ác là cái suy nghĩ liên quan đến cái việc đó là phẫn nộ, giận dữ. Và cái suy nghĩ ác ở đây nói về
cái cách hiểu sai, suy nghĩ cách không có đúng, hay chúng ta còn gọi là tà kiến. Còn cái suy nghĩ thiện, cái suy nghĩ đúng, cái suy nghĩ mà tốt đẹp thì nó ngược lại. Suy nghĩ về việc không có tham đắm, không có muốn ý định để mà hãm hại, gây khó dễ cho chúng sinh khác, hay là có cái suy nghĩ đúng đắn về cái nghiệp báo nhân quả, về cái hành vi tốt, hành vi xấu, thì đó được gọi là cái suy nghĩ thiện. Và Tịnh Đạt làm sao trình bày cho quý vị, đó là thấy được những cái suy nghĩ ở trong cái đời sống của mình, làm sao mà mình phát hiện nó ra, cái nào mà mình nên suy nghĩ, cái nào mình không nên suy nghĩ, cái tư tưởng của mình nó bị ảnh hưởng, bị chịu cái nghiệp, cái quả của nghiệp và cái thường cận y về cái phiền não nó rất là nhiều đời rồi. Cho nên bây giờ mỗi khi mà nó phát khởi, mỗi khi mà nó suy nghĩ, thì thường thường nó có một cái khuynh hướng, đó là theo cái phiền não, theo cái phiền não. Như nó làm ăn á, thì muốn được cái đồng lời, làm ăn á, thì muốn được cái danh vọng, rồi khi mà không được á, thì bắt đầu có cái sự khó chịu, phản kháng, và có cái ý định đó là phải trả đũa, hãm hại. Và nhiều cái tình huống, sự kiện ở trong cuộc đời nó xảy ra, giống như là nói về cái việc một đứa bé nó chết yểu, hay là một cái người hiền thiện mà lại gặp nhiều cái trớ trêu trong cuộc sống, chúng ta lại có những cái nhận định, những cái tư tưởng sai lầm về cái nhân quả nghiệp báo, thì đó là cái việc mà có thể chúng ta ứng dụng ở trong cái đời sống của mình. Cái người học Phật đó, tôi biết bị rằng là đôi khi chúng ta bị cuốn vào cái lời giáo lý Phật dạy, làm sao định nghĩa, làm sao để mà giáo lý. Đương nhiên đó là cái căn bản mà một người bắt đầu tìm hiểu Phật giáo á, thì cần phải có những cái căn bản đó. Tuy nhiên sau cái căn bản đó đó, chúng ta làm sao chúng ta mở rộng ra, làm sao chúng ta có thể suy nghĩ để cho thấy rằng giáo lý của nhà Phật á, nó nằm trong cái cuộc sống của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng cái lời Phật dạy không nằm đâu xa, không phải ở trong kinh sách, không phải ở trong chùa, không phải là ở các cái lớp học, không phải là ở các sư tu hành, mà là ngay trong cái đời sống của mình. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái lời Phật dạy hay là cái lời giáo lý đó, nó sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều ở trong cuộc sống. Nếu như mình không có cái căn bản giáo lý, không có cái sự ứng dụng đó, mình đi một con đường rất là sai lầm. Cái về mà suy nghĩ có cái tư tưởng về tham đắm đó, tuy nhiên có nhiều người, tuy rằng có nhiều người nói rằng là mình làm một công việc chân chánh để nuôi mạng, nhưng mà không có bao giờ mà ai tránh khỏi cái việc đó là làm ai cũng có muốn cái này muốn cái kia, và muốn cái này muốn cái kia, và nhiều khi muốn chính vì cái ý muốn tham để mà có nhiều hơn, để mà có cái lượng cao hơn, thì dẫn đến những cái sự việc đó là phát khởi ra cái lời nói không chân chánh. Thì bây giờ mình muốn cho nó lợi nhuận cao thì mình phải
phải nói xạo, mình phải nói dối, mình phải nói lương lẹo để cho khách hàng họ tin tưởng, họ mua với số lượng lớn. Và mình nói làm sao cho cái sản phẩm của mình nó được người ta tin cậy. Nhiều khi nó có một mà mình nói tới 10. Thì quý vị thấy là chính vì cái tưởng mà muốn được nhiều hơn, tham nhiều hơn, nó dẫn đến cái lời nói của mình, nó dẫn đến cái hành động của mình. Rồi từ đó chúng ta lại bị lún sâu vào trong cái con đường đó là dính mắc, bị tham ái, bị phiền não nó dắt mũi. Thì cái người mà không có đi chùa, không có học Phật, không có học giáo lý đó, thì người ta cho rằng cái này là cái kiểu rất là bình thường xã hội. Mà nhiều khi họ còn khen nữa là cái người đó biết làm ăn, lanh lợi. Mà họ không có nghĩ đến đó là cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ đau trong sanh tử luân hồi. Đó là cái nhân mà dẫn đến cái việc đó là trầm luân biển khổ. Người ta không thấy được cái đó đâu, mà chỉ thấy được cái lợi trước mắt. Ở trong xã hội có nhiều người mà làm ăn mà biết lanh lợi, biết luồn lách làm sao cho được lợi nhuận cao, thì có nhiều người ta gọi là khôn khéo, khen tặng, nhưng mà không họ không biết là họ đang vô tình gieo cái duyên, cái mầm đó là mầm tái sanh, cái mầm luân hồi ở trong cái kiếp tương lai. Còn cái khi mà cái công việc hay là cái sự mong muốn của mình đó, nó đổ vỡ, nó thất bại, nó không được như ý đó, thì làm sao lập tức có cái sự phản kháng. Thì lúc đó cái tư tưởng về cái phẫn nộ, cái tư tưởng về cái khó chịu, bất bình, nó sẽ sanh ra. Nó sẽ sanh ra. Và cũng chính vì cái sự mà khó chịu, mà phiền não, sân hận á, nó bao trùm cái thân tâm này đó, thì quý vị là rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm cho chính bản thân của người đó, tức là cái người đó sẽ không còn đủ cái năng lượng, cũng như là còn đủ cái sức lực, cái bình tĩnh để mà nhìn thấu đáo cái việc làm của mình. Chính vì mất đi cái bình tĩnh, mất đi cái lý trí, người đó dẫn đến cái lời nói thô táo, chửi mắng, thậm chí đó là dùng nói để mà hãm hại đối phương, làm cho cái đối phương phải bị thua thiệt, phải chịu nhiều cái cảnh khổ đau để mà trả đũa, trả thù. Và chính vì cái tư tưởng đó, cái tư tưởng mà phản kháng lại những cái gì mà mình không có được đó, hoặc là được mà bị mất đó, thì nó dẫn đến cái việc thô tháo hơn, nguy hiểm hơn, đó là cái hành động. Quý vị cứ nghĩ như thế này nè, khi mà cái tâm lực về cái phiền não nó chế ngự ở trong tâm đó, sao đi nữa nó vẫn còn ở trong cái suy nghĩ, nó chưa là hại đến em. Nó còn nó hại bản thân của người đó rồi, nhưng mà nó chưa có phát khởi để mà tạo một cái nghiệp mới, một cái nghiệp kế tiếp do cái lời nói hay là do cái thân hành động. Cho nên cái nghiệp đó dầu sao đi nữa nó vẫn còn nó vẫn còn có thể cứu chữa được. Nhưng mà cái phiền não mà nó nuôi dưỡng, nó được nuôi dưỡng, nó được giữ gìn, nó được nung đúc hàng ngày, hàng giờ, và hàng lúc mà chúng ta ngủ, mà chúng ta nhớ đó, những cái tư tưởng đó nó thúc đẩy và nó lớn mạnh, cho đến một lúc nó phát khởi ra cái lời nói, thì phải nói rằng
cái sự giận dữ, cái sự bực tức đó nó đã lên một cái mức độ khác, cao hơn. Và cao hơn nữa đó là phát khởi ra cái hành động, mà phát khởi ra cái hành động có thể là cua tay múa chân, có thể đó là giận rung người, và có thể đó là vung tay để mà triệt hạ đối phương. Thì một cái nghiệp về thân đó, nó rất là mạnh, và nó hình thành ác nghiệp rõ ràng. Và chính vì nó hình thành một cái ác nghiệp rõ ràng như vậy thì cái quả của ác nghiệp nó cũng được hình thành một cách rõ ràng. Dạ. Thì nó nguyên nhân đó, nó xuất phát từ nhiều cái nguyên nhân, do cái thường cận cái người đó là hay tham, hay dính mắc, do cái thường cận cái người đó hay sân, hay nóng nảy, và ngay trong cái hiện tại do cái người đó không có được cái sự kiềm chế, không có được sự tu tập để mà kiểm soát cái tâm của mình. Thì chính vì như vậy, thiếu cái sự kiểm soát đó, nó dẫn đến cái lời nói không chân chánh và cái hành động không chân chánh. Dạ, yeah. Rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mình giận một cái người đó, mình giận một cái người đó, hay là mình có cái ý tham một chút xíu thôi, nhưng mà để mình giải quyết ở trong tâm của mình đó, từ cái chút xíu nó dẫn ra những cái việc lớn hơn. Thay vì người ta chửi mình một từ một câu đó, mình giận mình để trong bụng, rồi mình để trong bụng hoài như vậy, bắt đầu nó lớn lên, bắt đầu nó phát ra là mình chửi lại. Mà nhiều khi có nhiều người là họ bỏ qua bước luôn, họ không có chửi mà họ hành động luôn, họ ghim ở trong bụng đó, rồi họ tìm cách để đó là họ gây hại cho cái đối phương. Và ngược lại, đối với một cái người có cái sự tu tập, có cái sự khéo léo, cẩn thận ở trong ba nghiệp thân, khẩu và ý, nhất là cái nghiệp ý, thì phải nói rằng đó là khi có một cái động thái suy nghĩ mà nó lệch lạc đó, thì lập tức phát hiện ra liền. Khi mà phát hiện cái tâm của mình nó đang bị bận nhơ bởi phiền não, tham lam, muốn chiếm đoạt tài sản, muốn lấy của không cho, hay là phát khởi có cái động thái nó là nóng nảy, thì cái người có cái sự phòng hộ tu tập họ phát hiện ra liền. Suy nghĩ rằng tất cả quý vị ở đây ai cũng có cái khả năng đó, phát hiện ra cái tâm mình nó mát mẻ an vui hay là đang buồn phiền bực bội, ai cũng có thể phát hiện ra hết. Nhưng mà phát hiện ra để làm gì, cái cách xử lý đó sau đó nó như thế nào, thì đó là một cái quá trình, một cái khả năng cần phải được rèn luyện. Mình bình tĩnh, mình giận, mình sân, mình biết, hay là cái tâm mình mát mẻ, an vui, mình biết, nhưng mà mình làm sao mình xử lý cái tâm mát mẻ, thì mình là có cách xử lý như thế nào? Cái tâm nóng giận hay là cái tâm mà nó khởi lên cái tham muốn chiếm đoạt, mình phải giải quyết như thế nào? Thì đó là một cái quá trình của quý vị, mình phải rèn luyện từng chút một. Chứ cái việc mà tâm mình như thế nào á, thì tình trạng nghĩ là ai cũng có khả năng để mà biết được, không ít cũng nhiều. Không được tinh tế, không được tế nhị, không được sâu lắng thì cũng lúc là thô thiển. Nó tâm nóng quá, giận quá thì cũng biết chứ, đúng không? Hay là thấy cái đồ ngon, thấy cái đồ đẹp, mình tham chứ, mình cũng muốn chứ, mình biết. Hay là cái lúc mà mình đi chùa, mình ngồi thiền, cái tâm nó mát mẻ, cái tâm nó an vui, mình biết chứ. Rồi mình làm phước cúng dường, mình làm các cái việc thiện, mình biết chứ. Nhưng mà biết để rồi làm gì?
Đó là cái vấn đề mà mình cần phải để ý làm gì, chứ không phải biết rồi mà bỏ qua. Biết rồi bỏ qua nó uổng lắm. Khi mà một người mà phát hiện ra cái tâm mình đang là cái gì đó, kể cả đang phiền não hay là đang không phiền não, đó là một cái khả năng rất là tốt mà các cái vị thiền sư khuyến khích. Giống như là trong trường thiền thì mình không có tham, mình không có sân thôi, thiền chỉ có việc giống như là buồn ngủ rồi lười biếng, giả dụi, phóng dật, thì những cái tâm đó là cái tâm nó không có tốt. Nhưng mà thiền sinh phát hiện ra càng nhiều thì cái vị thiền sư lại càng khen. Tức là vị thiền sinh đó có chánh niệm, có cái sự cố gắng để mà phát hiện mình đang là gì, rồi sau đó tính tiếp. Cái bước quan trọng đầu tiên đó là phải phát hiện ra mình đang ở cái mức độ nào. Cái tâm mình đang mát mẻ, cái tâm mình đang vui vẻ thì mình cũng cần phải hay biết. Nhiều người chúng ta quên cái điều này. Bởi vì á, một cái thói quen đó là chỉ khi nào lửa cháy rồi mới lo dập, chứ không ai mà quan tâm cái việc mà phòng ngừa hết. Cái lúc mà bình yên, cái lúc mà nhà cửa bình yên, không ai lo sắm cái bình chữa cháy, không ai lo đó là nấu bếp thì sao phải tắt lửa, không ai nhắc những cái đứa nhỏ đó là xài điện đó là phải tắt khi không cần thiết, nấu bếp phải xong rồi phải tắt ga, vân vân. Những cái điều đó thì chúng ta lại quên, rồi chúng ta chỉ nhớ là lúc mà nó lửa nó cháy lên rồi đó thì lúc đó mới lo đi dập lửa, mà không chuẩn bị trước rất là cực. Và nó cực đi tìm cái đồ để mà dập lửa đã khó rồi, mà cái cách để mà dập lửa lại càng không biết nữa, thì phải nói rằng nó rất là nguy hiểm. Mình có thói quen đó là khi mà mình có ngay cả cái người xuất gia hay là cái người mà tu học lâu năm á, cũng có bị rơi vào cái tình trạng này. Và chính Tịnh Đạt cũng chia sẻ thật sự đó là cái bản thân của mình. Mình thói quen là mình tu tập đó, mình tu tập cái lúc mà phiền não nó sanh lên á, mình mới thấy cái tâm mình đang như thế nào. Còn lúc mình an vui á, mình ít có để ý lắm. Tại vì sao, thưa quý vị? Cái lúc mà tâm mà mát mẻ thì mình có một cái khuynh hướng, đó là cái hưởng thụ. Quý vị để ý coi, khi mà trời nóng khó chịu chúng ta phát hiện liền, sao hôm nay ôi bức quá. Nhưng mà hôm nào mà trời mát mẻ đó, chúng ta không có khen cái câu hôm nay trời mát mẻ, trời trong lành, mà chúng ta lo hưởng thụ. Hôm nay trời mát mẻ qua cái pha ly cà phê ngồi uống, ngồi hưởng thụ cái ly cà phê đó, mà chúng ta quên là cái bầu trời hôm nay rất là đẹp, cây cối xanh tươi. Thì cũng giống như vậy, cái tâm của mình nó đang mát, nó đang thiện, chúng ta không hay. Thì cái tập làm sao đó là khi tâm mình nó đang thiện, nó đang mát mẻ, nó đang an vui, chúng ta cũng cần phải hay biết. Để làm gì? Cái câu để làm gì nó quan trọng lắm. Quý vị nghĩ đi, khi mà mình cần phát hiện cái tâm mình đang an vui hay là đang khó chịu, để làm gì thưa quý vị? Quý vị thử nghĩ xem, để làm gì? Cái tâm an vui, mát mẻ, cái tâm thiện đó, chúng ta cần phải để ý cái môi trường nào, cái điều kiện nào mà giúp cho mình được sự an vui như vậy. Ủa, tự nhiên hôm nay mình thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Ủa, cái lý do gì mà mình được như vậy? Quý vị chịu khó mà kỹ lưỡng chúng ta biết lại.
cái điều kiện môi trường thời tiết mát mẻ làm cho tâm mình được an vui, hay là do cái vật thực hôm nay ăn vừa miệng, ăn vừa no, không quá no, không quá đói làm cho chúng ta được an vui, hay chúng ta nghe được một cái bài pháp gì đó mà chúng ta nghe cảm thấy sự an vui, chúng ta ghi lại cái điều kiện để làm gì? À, cái câu để làm gì? Để chúng ta biết được cái kỹ thuật làm cho tâm mình được an vui. À, quý vị đây là những cái kinh nghiệm mà Tịnh Đạt muốn chia sẻ, nó nằm ngoài những cái gì mà quý vị nghe từ trước đến giờ. Quý vị biết được cái điều kiện khiến cho tâm mình được an vui. Quý vị khi nào cần thì chúng ta lặp lại những cái điều kiện đó, chúng ta có thể chuẩn bị những cái điều kiện nào có thể tốt nhất để cho tâm mình được an vui. À, chính Tịnh Đạt nói rằng đó là cái khâu mà kỹ thuật. Muốn tâm được an vui đâu phải 1, 2, 3 là được đâu, đúng không? Bây giờ mà quý vị đang phiền não mà bây giờ bắt quý vị an vui làm sao được? Nhưng mà cái người có kỹ thuật người ta làm được. Cái người có kỹ thuật người ta làm được. Cũng như vậy, và làm được để làm gì? Làm được để mà nuôi dưỡng cái tâm an vui đó, cái tâm mát mẻ đó. Khi nào mình muốn cái tâm mình được an vui mát mẻ, mình hướng đến đó, mình tạo cái điều kiện giống như là cái lúc trước mình đã được như vậy, thì tự nhiên cái tâm mình nó sẽ có khuynh hướng được sự vui, và mình nuôi dưỡng cái sự an vui đó. Tức là mình đang nuôi dưỡng cái tâm thiện đó, thưa quý vị. Đây là những điều kiện để cho tâm thiện nó phát sinh, thì chúng ta ghi chú lại. À, hôm đó mình được sự an vui mát mẻ nhờ cái thời tiết thì sao ta, hay là nhờ do cái vật thực hay sao ta, hay là nhờ do là mình vừa tắm rửa mát mẻ hay sao ta, mình ghi lại, mình để ý. À, mình để ý giống như là những cái người nông dân họ làm vườn trồng trái cây, họ phải để ý từng chút từng giọt cái thời tiết, cái lá cây nó màu xanh, xanh đậm, xanh nhạt, rồi cái dây nó bông tróc. Họ để ý rất là chi tiết những cái vấn đề đó để phát hiện ra là cây khỏe hay là cây đang bệnh. Thì cái tâm của mình cũng vậy thôi. Nếu mà mình không có chuẩn bị những cái điều kiện đó, thưa quý vị, rằng cái sự an vui, cái sự mát mẻ hay là cái tâm thiện của mình, nó đến rất là bất ngờ và nó đi cũng là rất là mau lẹ. Mình không có cách nào mình giữ nó được. Cũng giống như ngồi thiền như vậy đó, quý vị chánh niệm hơi thở ra hơi thở vào, thì quý vị hãy để ý cái lúc mình chánh niệm tốt á, có những cái điều kiện gì giúp cho mình chánh niệm tốt. Cái môi trường xung quanh yên tĩnh, cái thời tiết mát mẻ, cái vật thực vừa miệng, cái người hướng dẫn rõ ràng, thì nó cũng phải có cái điều kiện gì đó để cho mình có được cái sự chánh niệm tốt. Mình ghi chú lại cái ngày hôm đó. Tại bởi vì sao mà cái ngày thiền sư, ngày bắt phải thiền sinh phải trình bày thường xuyên là như vậy, để mình để ý hoài cái tâm thiện, cái tâm chánh niệm nó sanh lên là do cái điều kiện hợp thời tốt đẹp nào nó sanh lên, để mà mình giữ gìn cái kỹ thuật đó. Giữ gìn cái kỹ thuật đó để mà mình vào, khi mình ngồi thiền hay mình đi kinh hành, mình giữ được cái chánh niệm nó tốt. Đó là để làm gì? Giữ cái tâm thiện. À, giữ cái tâm thiện và nuôi dưỡng cái tâm thiện bởi cái điều kiện mình có thể chuẩn bị được. Lưu ý đây là những cái điều mà Tịnh Đạt phải nói thật lòng. Ngay cả cái việc rất là đơn giản thôi, rất là đời thường, Tịnh Đạt trình bày luôn là cái việc ngủ. Thì có khi nào quý vị để ý mình ngủ ngon là nhờ cái điều kiện gì hay không? Và mình mất ngủ là do bị cái vấn đề gì hay không? Quý vị để ý được cái vấn đề đó là cái gì, muốn ngủ lúc nào quý vị ngủ, ngủ ngon lúc nào quý vị ngủ ngon. Trừ cái nó liên quan đến cái cơ thể bệnh tật thì mình chịu cái điều kiện nó là do cái bệnh, còn như một cái người bình thường khỏe mạnh thì
Tại sao chúng ta có những lúc chúng ta ngủ rất là ngon, ngủ rất là sâu, nhưng mà có những chúng ta làm không được? Thì chúng ta thiếu cái kỹ thuật. Mà cái kỹ thuật từ đâu có? Phải để ý từ chút. Phải để ý từ chút. Và nhiều khi chúng ta cần phải ghi nốt lại, nốt lại cái kỹ thuật đó nữa. Yeah. Rồi cái vấn đề ngược lại, đó là cái tâm phiền não. Chúng ta phát hiện ra cái tâm phiền não, chúng ta đang giận, chúng ta đang nóng, rung mình mẩy hết, thì chúng ta cần phải phát hiện là tâm chúng ta đang phiền não để làm gì. Nó cũng tương tự như câu trả lời ở trên. Chúng ta cần phải phát hiện để mà ngăn chặn lại. Rồi chúng ta để khi mà chúng ta ngăn chặn mà tâm chúng ta nó được có 5-10 phút, nó được bình tĩnh lại trở lại, quân bình trở lại rồi đó, chúng ta sẽ suy nghĩ cái lý do gì mà tâm chúng ta đang bị giận, hay là chúng ta đang bị tham, hay là chúng ta đang bị hung trầm. Cái điều kiện gì mà nó gây ra cái nguyên nhân này? Nó có điều kiện hết á. Chúng ta ăn quá no, hay là chúng ta có những cái bề bộn ở trong công việc. Rồi chúng ta ghi chú lại, chúng ta để ý. Khi mà cái điều kiện nó hội đủ đó, thì rất là dễ sanh tâm phiền não. Thì làm sao chúng ta phải tránh những cái điều kiện đó? Ăn vừa no, ngủ đủ giấc, không phải thức khuya. Rồi tránh dùng những cái chất kích thích, cà phê, thuốc lá. Thì bắt đầu nó có những cái điều kiện mà mỗi người đều cao hết, không ai giống nhau hết. Đây là Đạt chỉ chia sẻ trên kinh nghiệm của bản thân mình. Đạt đã từng có những cái thời điểm mà làm như vậy. Để nếu mà quý vị nào hữu duyên mà có được cái gọi là áp dụng được đó, thì hy vọng rằng đây là một cái lời chia sẻ để quý vị có thể áp dụng trong cuộc sống quý vị được. Tức là mỗi cái điều kiện, mỗi cái nguyên nhân đều có cái điều kiện để mà nó tác thành hết á. Ngay cả cái việc ác, cái việc xấu và cái việc thiện, việc lành, thì chúng ta cần phải để ý rất là kỹ, để ý rất là kỹ để mà chúng ta có thể tránh hoặc là chuẩn bị những cái điều kiện đó để nó phát sanh lên những cái tâm thiện, tâm tốt, hoặc là tránh né, đừng cho nó phát sanh lên cái tâm xấu, cái tâm ác. Tức là nói một cách khác đơn giản hơn, đó là chúng ta có cái kỹ thuật để mà nuôi dưỡng và có cái kỹ thuật để mà loại trừ cái tâm ác, tư tưởng ác, và nuôi dưỡng cái tư tưởng thiện. Quý vị tập thường ngày như vậy, chúng ta sẽ có một cái rất là lý thú. Bởi vì nó giống như là một cái trò chơi bằng tinh thần như vậy đó. Chúng ta sẽ để ý mỗi ngày mỗi sẽ có một cái điểm khác nhau. Và càng ngày càng nhiều như vậy, chúng ta phát hiện ra nhiều cái điều kiện khác nhau để mà cái tâm thiện và loại trừ cái tâm xấu. Thì thời gian đủ, chúng ta sẽ có một coi như là một cái người rất là thiện xảo trong cái kỹ thuật để mà nuôi dưỡng cái tâm thiện. Cái gì cái kỹ thuật này đó, quý vị sống ở trong đời sống, chúng ta sẽ nó sẽ giúp cho chúng ta được cái là tránh những cái tư tưởng hay là những cái lời nói, những cái hành động mà nó dẫn chúng ta đi từ bước 1 qua bước 2 qua bước 3 về cái ác cái xấu. Chúng ta không có chuẩn bị thì chúng ta làm không kịp. Những cái lúc mà ta làm không kịp, giống như là trái mà phòng đó, chữa trái chúng ta rất là rối, rất là rối. Ngay cả cái việc mà xây nhà phòng cũng phải tính đến cái việc đó là có cái lối thoát hiểm, để mà khi mà cúp điện hay là có sự cố thì chúng ta có cái hướng để mà giải thoát.